đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng thôi đó nha. Thì thật sự là đau buồn quá để chứng kiến những cái cảnh này. Dạ, chờ năm trăm. Ủa thầy, ở đó mình có trái cây thì sao? Ủa, trái cây đem vô. Có trái cây này thì nó ma mà. Thật sự là trong cái tình cảnh này thì Bắp cũng không biết nói gì hơn à cả nhà.